rượu sầu đang sức tên cho quên đi ngày tháng u buồn rằng người ta mãi thương lại cũng là mỗi người một phương nàng còn hay nữa trong khi xưa ta đã nói những lần dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn đến người thôi special 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 các bạn lưu ý từ này có hai phụ âm liên tiếp Sp special Chúng ta không đọc là special nhé. Lưu ý tiếp theo đó là âm sh. Chúng ta cần đọc tròn môi sau đó thổi hơi ra. Chúng ta không đọc giống âm s là special. Special. Call. 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 Từ này kết thúc bằng âm o. Call. Các bạn chú ý phân biệt với cả âm n nhé, từ này chúng ta không đọc là khôn trong tiếng Việt đâu. Cool. Nickname, nickname, nickname. Các bạn lưu ý từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, nickname, chứ không phải là âm tiết thứ hai, nickname. Tiếp theo, các bạn chú ý âm cuối của chúng ta đó là âm m nickname. Các bạn lưu ý khi đọc âm này chúng ta ngậm miệng lại một chút nhé. Và cuối cùng đó là âm A. Các bạn lưu ý chúng ta không đọc lái sang âm E trong tiếng Việt nhé. Không phải đọc là name. Nickname. Meaning. Me. Ning. Meaning. Lưu ý đầu tiên cho từ này đó là về phần trọng âm. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết đầu tiên. Meaning. Tiếp theo đó là âm cuối mm. Để đọc được âm này, các bạn chỉ cần đọc giống từ ngờ trong tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng ta không rơi âm ở ra nhé. Mm. Meaning no. 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 Lưu ý đầu tiên cho từ này đó là âm k Đây đó là, là âm câm. Chúng ta không đọc là k no nhé. Tiếp theo đó là nguyên âm đôi o. Oh chúng ta đọc rõ âm ơ và âm u ra một chút, ơ. Oh. Lưu ý kéo dài âm ơ hơn so với âm u, nó nà ná như là từ ơ oh trong tiếng việt đó. No surname, surname. -name. Các bạn lưu ý âm đầu tiên của từ này là âm s, không phải là âm sh như từ sure nhé. Để đọc được âm s tốt, các bạn chỉ cần cắn răng vào hơi căng miệng ra và đẩy hơi ra là được. Tiếp theo đó là âm ơ dài Ờ. Các bạn không cần đọc âm r, r, r cũng được nhé. Tiếp theo đó là nguyên âm đôi e. Các bạn chú ý phân biệt với ca âm e trong tiếng Việt nhé. Không phải đọc là name mà là name. Surname hometown home Town. các bạn lưu ý từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên hometown không phải âm tiết thứ hai hometown nhé tiếp theo đó là nguyên âm đôi ô đọc hơi giống âm ô trong tiếng việt và chúng ta chỉ cần kéo dài âm ơ ra một chút là được ô cuối cùng đó là âm ừ, ở cuối các bạn lưu ý để đọc được âm này tốt, chúng ta chỉ cần đẩy lưỡi lên chạm vào phía chân răng và bật âm ra là được. Hometown, mm. tell, tell, tell. Các bạn lưu ý, âm đầu tiên của từ này đó là âm t. Để đọc được âm này tốt, chúng ta chỉ cần đưa lưỡi lên ở phía phần chân răng, sau đó đẩy hơi ra hạ lưỡi xuống là được nhé. Tiếp theo đó là phần âm cuối o". Để đọc được âm này chúng ta chỉ cần đưa lưỡi với phần chân răng, sau đó đẩy âm ra là được. Giữ nguyên lưỡi nhé. ỏ. Tell. Favorite. Favorite. Các bạn lưu ý từ này có 3 âm tiết nhé và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Favorite. Tiếp theo đó là âm cuối các bạn lưu ý bật đầy đủ nhé để đọc được âm này tốt chúng ta chỉ cần đưa lưỡi lên chạm vào phía chân răng sau đó đẩy hơi ra và hạ lưỡi xuống là được nhé các bạn lưu ý từ này có hai phụ âm liên tiếp chúng ta không đọc là spell nhé tiếp theo đó là âm cuối all để đọc được âm này tốt chúng ta chỉ cần đưa lưỡi lên chạm vào phía chân răng sau đó đẩy hơi ra là được nhé o. Spell. Live. live live các bạn chú ý từ này có nguyên âm y ngắn chúng ta cần bật ngắn và dứt khoát nhé it e. it e. live cuối cùng đó là âm cuối v để đọc được âm này tốt chúng ta chỉ cần chạm môi trên vào răng dưới và đẩy hơi ra là được nhé nhớ rung cả dây thanh quả nữa Live. Distance. Dis distance. các bạn lưu ý từ này có hai âm tiết nhé và trọng âm của nó rơi vào âm tiết đầu tiên distance tiếp theo đó là âm y ngắn chúng ta cần lưu ý bật dứt khoát. E. E. Tiếp theo nữa đó là âm Các bạn lưu ý ở đây chúng ta có hai âm một âm ở giữa và một âm ở cuối. Chúng ta cần bật đầy đủ nhé. Distant, crowded. 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 Các bạn lưu ý từ này có hai âm tiết và trọng âm của nó rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Crowded cuối cùng đó về phần âm cuối d. âm này đọc hơi giống âm t chỉ khác một điều đó là các bạn cần rung dây thanh quản khi đọc âm này nhé d. D. crowded peaceful. peaceful peaceful từ này có âm s ở giữa từ các bạn lưu ý bật đầy đủ nhé peaceful nhiều bạn đọc là Peaceful là không đúng đâu tiếp theo đó là âm cuối All ờ. các bạn chỉ cần đẩy lưỡi lên và sau đó đẩy âm ra là được nhé All Peaceful Beautiful. Beautiful Beautiful các bạn lưu ý từ này có 3 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé tiếp theo đó là âm t ở giữa của từ các bạn lưu ý bật rõ ra nhé và cuối cùng đó là âm ỏ ở phần cuối từ. Chúng ta chỉ cần đưa lưỡi lên về viên răng trên và sau đó đẩy âm ra là được nhé. ỏ Beautiful Center 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 Từ này có hai âm tiết. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn nhé. Ở âm tiết thứ hai, mặc dù mặt chữ của nó có chữ tờ, và r nhưng chúng ta sẽ không phát âm là tr mà chúng ta chỉ phát âm mỗi âm các bạn nhé. Center. North. 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 Các bạn lưu ý từ này có âm cuối khá là khó trong tiếng Anh. Để đọc được âm này tốt, chúng ta chỉ cần đưa lưỡi ra, chạm nhẹ hai răng vào và cuối cùng là đẩy hơi ra là được nhé. Tiếp theo đó là âm o dài. O. Các bạn lưu ý chúng ta kéo dài âm o ra một chút nhé. O. North. Address. A uh. dress. Address. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta có hai phụ âm liên tiếp dr. Các bạn đọc thật là kỹ nhé. dr. Cuối cùng đó là phần âm cuối. Để đọc được âm này tốt, chúng ta chỉ cần hơi căng hai khóe miệng ra, chạm răng vào nhau và đẩy hơi ra là được nhé. Các bạn lưu ý, từ này bắt đầu bằng phụ âm t. Chúng ta bật thật là kỹ nhé. Tiếp theo là phần nguyên âm đôi, ảo. Ao. Các bạn lưu ý chúng ta hơi kéo dài âm A ra một chút nhé. Ao, từ này đọc hơi giống từ ao trong tiếng Việt đó. Town. Describe. 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 Các bạn nhớ chú ý, nguyên âm ở đây là âm y ngắn nhé. E. Chúng ta cùng phân biệt với âm y dài. Y. Âm cuối của từ này đó là phụ âm b b, chúng ta đọc cần phải dùng dây thanh quản nhé. Describe, common, common, common. Bạn lưu ý nhớ bật hơi âm ở đầu từ này nhé. Tiếp theo, từ này có hai âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Cuối cùng đó là các bạn lưu ý âm o, từ này đó là âm o ngắn, các bạn đọc dứt khoát nhé. o, o các bạn lưu ý từ này kết thúc bằng phụ âm để đạt được phụ âm này tốt chúng ta chỉ cần đưa lưỡi ra hơi chạm nhẹ hai răng vào và sau đó đẩy hơi ra là được nhé từ này có nguyên âm đôi ao ao các bạn lưu ý chúng ta đọc kéo dài âm a ra một chút nhé âm này đọc hơi giống từ ao trong tiếng việt đấy contact 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 các bạn lưu ý từ này có hai âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé tiếp theo đó là phần âm cuối các bạn để ý ở đây có hai phụ âm liên tiếp chúng ta bật đủ nhé contact sign 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 các bạn lưu ý từ này âm đầu tiên đó là âm chúng ta đọc chỉ cần chạm răng vào nhau hơi căng khóe miệng và chúng ta không cần chu môi lên đâu nhé từ này kết thúc bằng phụ âm các bạn nhớ nhé sign